rồi. Anh em mình mới chặt đặng xào trái ớt đó nha. Đây có nguyên liệu mình tỏi mình băm sẵn rồi, ớt luôn, với xả. Xong rồi mình đưa vô mình cháy rồi đàng hoàng xào. Rồi cả nhà theo chân anh em mình cũng có miếng món này nha. Có miếng món này mà xào bây giờ không có xào giá cày nữa, giờ xào trái ớt. Miếng này vừa ăn nó cũng hơi dai cái này. Quá gió rồi. Chúng nó cũng dịch thì cũng rẻ, tay ta nuôi nó cái quá cái đoạn tao mới muốn nghĩ nuôi nó đem người ta bán. Mình muốn mua được 3 con nó nhỏ nè, sạc hết luôn 3 con. Lâu sâu lâu vàng mà gà nó nãy mới hết gì còn cái đưa đỏ rồi. Đổi với cái này với xả mà nó khi nó vàng rồi nó mới thơm. Thank you.
dục. Nó mình xem vô thôi. Quá trời đó.
xong cả nhà, anh em mình làm món xong cả nhà. Nãy nãy gió quá đó, anh em mình đem vô trong thấy lửa. Xong anh em mình mới múc ra cái lẩu để lên bếp ga này. Và có ra đây là bắp chuối hộp đó nha, với rau muống, có chuối chát với đậu bắp nữa nha. Mà đổ hơi nhỏ để chứ. Đồng quê này nhậu nó cũng đơn giản. Đơn giản nó cũng dễ nhậu. Mà cả nhà gửi với anh em mình đi. Về để tới nhà hôm nay có hai loại. Cái này mình ngâm dễ nhà. Còn đây là chuối hộp gừng cả nhà. Nãy là mình để trên nhà cái mình không lấy xuống được á, cái mình pha ở kia thôi, cái mình pha lại đúng này. Nói chung muốn hai thứ nào uống được chứ, nào uống cũng ngâm rượu thôi. Giờ nào gấp quá với phần nữa về chiều trễ rồi đó nha, nói chung ăn cũng được rồi. Vừa ăn mà cả nhà ấy. Thịt cò xào sơ ớt, cò nó làm cánh nước mắm. Mình là bắp chuối hộp mà nhà mình lấy cái trái. Ra nó không xứng với cái nầu bật. Dịch này trái rồi như vậy nè. Nó cũng đang mẻ, không dịch tơ, nó hơi dịch tơ. Dịch này nó không phải tơ. Như cái dạng mà nó vết lông rồi nó dạt, nó lựa thôi. Ta cũng ít có bán lắm, tại anh em của cái người bán dịch này thường thường bán hoài. Hai mình ta cũng bán, bắt dịch khác lại. Tiễn. Mỗi năm nào cũng tháng này là anh em muốn bán. Chuối bạch tâm nó trong đó. Muốn đi nó ăn thôi chiều nói dạ kiếm mấy trời non cái chua xài hả. Non xài cái này có non bà bẻ bà không hay ăn chứ. Không nghe nhịp ăn cho ăn. Người ta bao á. Rồi người ta bỏ, người ta bẻ lượm mấy trái mà nó bị đớm, người ta bỏ nhóc chứ. Vậy mà có này đồ cái chân cái đồ nhóc. Vậy mà có giá mới ghê á. Không, có người ta lấy lên người ta bán, còn có người ta không lấy. Có quen nữa đi bán cũng 30 ngàn gì đó, 20 ngàn ký gì đó. Xài nó bán ngay Sài Gòn á, ở ngoài Sài Gòn Dương đoạn ngoài. Nó làm sổ lắc chứ làm gì đâu. Không, nó bán sống luôn. Mình muốn ăn là mình tự mình đem về mình làm gì đó làm. Thì bán vô lên Sài Gòn mới bán sổ lắc. Đó, ra công ty đó thì bà nay nó đi mua. Lúc còn làm ngoài ký 40 ngàn á. Lúc trước bỏ không nè. Ngày sau có làm được không? Mua cái này là thịt lắc dân mình tự ăn ở ngoài đó. Chứ không riêng thịt lắc không mình bán cho mình không á, mình ăn không mình cho ai ăn đâu, hôm nay em mãi bán cho mình không.
căn bệnh này. Tại đi lâu năm á. Ta không có. Ta không gì quê. Ta cũng thèm. Nếu mà có người đi trên mười mấy năm giờ gì là quắc, tại vì hồi đó lúc đi đâu có xài đâu. Thấy không? Giờ xài trái. Chị mua thành một chúng mềm. Không lâu lâu làm được ngon. Cái xào hơi sớm chưa có mềm. Lâu lắm mang lợi với lõm rồi đó. Tới mùa, tới mùa ta mới bán. Này bằm nấu cháo luôn. Nấu cháo thế nào? Mình nấu cháo mình lấy thôi còn cái giò với cánh đâu rồi? Cái bánh rồi. Đậu cái lên cái. Đậu cho nóng rồi. Tắt ra. Con cháo lại đậu xanh vô thờ. Đấy, ít thôi. Nửa lon, nửa lon nồi xanh được. Nửa lon nhiều lắm. Trời, xây ra nhiều vậy. Nở vô đó. Nở ra đó trời. Như giờ ba nấu đồ xanh đằng để đồ xanh nó chừng nấm à. Người đã đồ xanh không mà nó ra cháo hơi gạo. Nấm rồi. Nấm mà nó ra cái mùi thơm. Thôi chị dùm. Thêm sớm được không? Sớm nấu được. Hồi lúc đó nhớ còn đi mảnh mấy con cò hồi rõ lần đó cháo nấu đồ cháo luôn ngọt cò nấu cháo cò nấu cháo là hết sách thịt nó ngọt hết ngọt hơn gà lắm cò mà nó ngọt hơn chịu quá mũi cả nhà không cản bây giờ giờ tới 2 giờ chứ nó quất anh em bắt buộc anh em mình phải kê lên. Mùa nước lên là mùa học dịch nó rẻ. Đột. Nhưng mà mình giờ ở đây đâu còn cả đời chứ. Tiên liệu dùng bến á. Bắp trong nhà ngon quá. Không có sâu không thịt gì chứ. Để mình cái nhỏ nó bị đập rồi. Nó không có đập giấm ngon. Chồng nó ăn. Nó dịch về tôi bằng dịch hồi xưa, tờ gơ tờ nuôi chủ nào cũng nuôi chứ. Mấy ngàn con. Trước dịch đó. Thời đó dịch cái dịch hoa lan nhiều chứ không có dịch cò. Cò ít từ thời sau này người ta mới lại cái giống dịch cò này nó hơi nhỏ cho là dịch hoa lan cái dịch con dịch nó dịch gần mà. Bự. Đẻ trứng lớn còn nó từng ký mấy 2 kg 2 kg
giờ nó đâu có còn giống đó, giờ nó không không sai, đẻ không sai trứng là không nuôi nữa. Đâu làm cái dịch này ha, rồi cò giờ nó sai trứng rồi. Khi nó đẻ đâu có sai trứng rồi. Khâu nước chế dinh sướng cho mình khâu đó. Khâu á. Lấy cái xẻ ra này. Dạo hay dạo nữa khâu. Chảy quá chảy. Để sao chưa không sao sớm được. Để ngày nay tôi mất đi hung khoăn cho người ta cũng lỡ chưa tốt hồi rồi. Về mệt giả hai tay chân mệt chịu nổi. Vậy lúa hả giáp phần? Phần. À rồi bây giờ lúa. Lúa gì đó dễ gì à. Phần mau ăn. Phần mình đi cái lâu lớn. Lúa đi cái lấu nhỏ đi đâu dám đi lớn luôn ta.